hôm nay và xin lỗi về vấn đề trễ nải thời gian của các chị bây giờ. Thì trong cái chương trình đào tạo 6 năm của mình là cái bài rối loạn tiền đình là cũng đã có dạy rồi. Và các anh chị học chuyên khoa học gia đình thì cũng đã có cái bài tiếp cận trường hợp bệnh nhân chóng mặt. Tuy nhiên cái than phiền chóng mặt do nó là cái than phiền thường gặp ở khám ngoại trú, do đó chúng ta có thêm cái bài trình bày ngày hôm nay thì tôi hy vọng là sẽ có thời gian nói sâu hơn một xíu. Và trong cái bài trình bày hôm nay tôi sẽ tránh lặp lại những cái phần hạn chế những cái phần mà đã nói rồi. Tuy nhiên xin nhắc lại một ít về vấn đề cái sinh lý một xíu. Thì để duy trì một cái cơ thể của chúng ta mà duy trì cái thăng bằng ấy, thì nó có sự đóng góp của nhiều cơ quan, trong đó có cái hệ tiền đình. Và hệ cảm giác bản thể, thị giác và cuối cùng là các nhân tiền đình. Thì các nhân tiền đình này nó là nơi tổng hợp thông tin và chuyển tiếp những cái thông tin, rồi phối hợp với lại cái tiểu não thì giúp điều hòa vận động và phối hợp thông qua những cái thông tin chuyển tiếp với những các nhân khác với vỏ não vân vân, thì nó giúp chúng ta kiểm soát cái duy trì cái thăng bằng của cơ thể. Thật ra khi mà chúng ta nói tới một cái than phiền chóng mặt thì thường chúng ta nghĩ ngay là bệnh nhân bị rối loạn tiền đình. Đa số cái chẩn đoán của mình là mình sẽ chẩn đoán bệnh nhân bị rối loạn tiền đình. Thì ở đây tôi xin có một cái ví dụ, bệnh nhân nam 75 tuổi, lớn tuổi rồi, hơi gầy nhưng mà gầy đó cũng phù hợp so với cái tuổi tác của người ta, da niêm cũng bình thường. Thì họ tới khám, thì cái lý do tới khám là chúng ta thấy cái phiếu khám bệnh đưa vô là rối loạn tiền đình. Tuy nhiên khi chúng ta bệnh nhân gặp chúng ta là bệnh nhân than phiền, là bệnh nhân tập thể buổi sáng đột ngột không có cơn choáng váng, cảm giác giống như muốn ngất và nó tự khỏi, sau đó là không có gì khác hết và bệnh nhân hoàn toàn phải mạnh tay chân cử động linh hoạt. Thì các anh chị nghĩ trường hợp này nó có phải là rối loạn tiền đình hay không? Cái bệnh nhân này khi họ tới khám thì vẻ ngoài rất là bình thường, hoàn toàn khỏe mạnh hết. Thành ra khi họ than thì họ nghĩ là họ bị rối loạn tiền đình, thì tôi lại không nghĩ họ bị rối loạn tiền đình. Đặc biệt là khi mình hỏi kỹ cái cơn thì nó là cái cơn choáng váng. Và cái bệnh nhân này tôi đã đề nghị họ làm một cái đi lăng tim. Tôi đề nghị bệnh nhân làm cái lăng tim. Tuy nhiên cái ông cụ này ông nói là cách 3 tháng ông đã làm xét nghiệm tổng quát, ông làm kiểm tra cái tim mạch bình thường. Tôi cố gắng thuyết phục ông làm cái điện tim và kết quả là cái trường hợp nhồi máu cơ tim. Thì ở đây theo các anh chị thấy là cái chuyên khoa nào sẽ phải tiếp nhận những cái bệnh nhân có cái than phiền chóng mặt? Ở đây tôi nói cái than phiền chung ha, chứ tôi không nói về cái bài rối loạn tiền đình. Thì khi họ tới họ than phiền, họ bị chóng mặt, thì theo tôi các nước, những cái trường hợp rối loạn tiền đình họ sẽ chuyển qua tai mũi họng. Ở Việt Nam mình những cái than phiền chóng mặt thì sẽ do cái bác sĩ nội thần kinh đảm trách. Tuy nhiên cá nhân tôi nghĩ là cái bác sĩ gia đình mình có thể xử lý phần lớn cái trường hợp than phiền chóng mặt. Thì ở đây chúng ta có một cái bản tóm tắt những cái căn nguyên của cái than phiền chóng mặt nói chung và tương đối thường gặp. Và thường gặp nhất là chóng mặt tư thế cực tác lành tính. Ngoài ra có những cái bệnh lý khác ít gặp hơn, ví dụ như bệnh Meniere, viêm thần kinh tiền đình. Những cái này chúng ta có thể xếp vào cái chuyên khoa tai mũi họng, hoặc là bác sĩ gia đình vẫn có thể xử lý. Sau đó là những cái bệnh lý thiên về thần kinh hơn như migraine, tuần hoàn cái máu não,
các loại nhồi máu não, tiền đình cỏ não, tiểu não, thì những cái bệnh này thì phải chuyển bác sĩ nội thần kinh điều trị. Tuy nhiên cái những cái bệnh này nó rất là ít gặp, rất là ít gặp. Thành ra đa số các trường hợp là chóng mặt cơ thể trực giác lành tính, và những trường hợp chóng mặt cơ thể trực giác lành tính thì bác sĩ nội thần quá, bác sĩ đình chúng ta xử lý được và không có gì phải lo ngại cả. Cái điều hiện nay, vì mặc dù cái này, những cái bệnh lý này nó rất là hiếm gặp, nhưng nó lại rất là nặng nề, cái hậu quả nó nguy hiểm. Thành ra các bệnh lý chóng mặt thì những cái trường hợp vô than phiền chóng mặt chúng ta không có tự tin lắm khi chúng ta ghi toàn gì ha. Thì khi mà bệnh nhân vô với một cái than phiền chóng mặt á, thì cái câu hỏi đầu tiên tôi đặt ra trong đầu của mình là bệnh nhân này có thực sự chóng mặt theo kiểu tiền đình hay không. Thì khi chúng ta nói tới cái chóng mặt theo kiểu tiền đình á, thì cái cảm giác của bệnh nhân nó phải là một cái cảm giác xoay, hoặc là cái cảm giác chao, đung đưa, một cái cảm giác bị xô nghiêng qua, hoặc là trượt ngang qua, hoặc là cái cảm giác bị hỏng. Ví dụ như cảm giác giống như các anh chị bước vô thang máy, cái nó khởi động cái các anh chị cảm giác mình nó hơi hỏng một xíu. Hoặc là có trường hợp nào mà một số người ví dụ đêm ngủ tự nhiên cảm giác nó, cái giường đang nằm giường thì nó hỏng, nó biến mất, giống như mình bị hỏng xuống ra, nhưng mà rất là nhanh, rất là ngắn. Thì những cái than phiền kiểu như vậy thường nó liên quan tới cái tiền đình thực sự. Còn những cái than phiền là cảm giác giống như là say rượu, hoặc là tự nhiên trời đất tối sầm xuống, hoặc là có người chỉ cảm giác cái đầu nó lâng lâng, nó nặng nặng, nó khó chịu, nó nôn nao, nó kỳ kỳ, nó không được bình thường. Thì những cái cảm nhận như vậy khi bệnh nhân vô khám bác sĩ, người ta không mô tả rõ ràng như vậy đâu, người ta chỉ vô nói bác sĩ tôi bị chóng mặt. Thật ra chúng ta phải đặt cái câu hỏi, chúng ta phải hỏi cho thật kỹ để hiểu cái than phiền chóng mặt đó thực sự là bệnh nhân cảm nhận như thế nào, cảm thấy như thế nào. Nếu mà nó thực sự là cái chóng mặt theo kiểu tiền đình thì chúng ta sẽ xử lý theo kiểu tiền đình. Còn nếu không phải thì thường nó sẽ rơi vào những trường hợp sao, ví dụ như cảm giác choáng thì chúng ta có những cái bệnh lý khác, ví dụ về thiếu máu, hạ huyết áp tư thế, những bệnh nhân bị chậm nhịp xoay, có những người lớn tuổi cứ bị chóng mặt tay đi tay lại, tay đi tay lại, rồi đi khám rồi lấy thuốc tiền đình, uống thuốc tuần hoàn não, uống tháng này qua tháng nọ nhưng mà không ai để ý tới cái nhịp tim của người ta. Những cái bệnh lý van tim, hoặc là trường hợp nhồi máu cơ tim giống như tôi nói khi nãy, công cụ khi nãy ổng không có cái dấu hiệu gì về đau ngực cả, tuy nhiên nó chỉ biểu hiện ra cái cơn choáng thôi trong cái lúc mà ổng lên cái cơn nhồi máu cơ tim cấp. Những cái rối loạn thăng bằng, có nghĩa bệnh nhân không có xoay không gì hết, nhưng bệnh nhân đi không được, đứng không vững, thì thường nó liên quan tới tiểu não, hoặc ít gặp hơn là các bệnh lý thần kinh ngoại biên. Ngoài ra chúng ta có ví dụ như những rối loạn tâm thể, bệnh nhân trầm cảm giống như chúng ta vừa nói khi nãy, thì bệnh nhân có thể tới than phiền chúng ta là bị chóng mặt. Thuốc, một số thuốc có thể gây hạ huyết áp tư thế, một số thuốc có thể gây chóng mặt, không hạ huyết áp tư thế nhưng gây chóng mặt. Và những cái người lớn tuổi mà chúng ta kê khoai cho họ uống một dải cả chục thuốc một lúc, có thể họ sẽ tới khám thần kinh vì cái than phiền chóng mặt. Có người sau khi mà họ được uống, họ được kê qua quá nhiều thuốc vậy, họ hoành lại cái bác sĩ cũ, họ nói tôi uống nhiều thuốc tôi bị say, tôi bị say thuốc. Nhưng có người thì họ vẫn cứ uống cái thuốc như vậy, nhưng mà họ đi lại gặp bác sĩ khác, họ khám với than phiền chóng mặt thì họ có thể sẽ được chẩn đoán là tiền đình, lại họ uống thêm nhiều thuốc hơn nữa.
và có thể sẽ chóng mặt nhiều hơn nữa. Sau khi mà đã phân loại cái than phiền của bệnh nhân là theo cái kiểu chóng mặt tiền đình thực sự hay là những cái than phiền khác không phải theo kiểu tiền đình thực sự, thì cái câu hỏi kế tiếp tôi đặt ra là cái nguồn gốc của nó là ngoại biên hay là trung ương. Thì thông thường khi chúng ta ghi toa, chúng ta ghi rối loạn tiền đình cho toa. Thực tế nếu chúng ta ghi rối loạn tiền đình mà chúng ta ghi toa thì chưa đúng lắm. Tại vì khi chúng ta ghi rối loạn tiền đình thì chúng ta không khẳng định là nó trung ương hay ngoại biên. Nếu một bệnh lý trung ương thì chúng ta không nên điều trị ngoại trú. Ghi toa đơn thuần như vậy mà chúng ta phải cho bệnh nhân nhập viện hoặc là khám chuyên khoa cái gì ha. Đấy, liên quan trung ương có nghĩa là liên quan tới hệ thần kinh trung ương đó. Thì thường nó là những cái bệnh lý tương đối nặng. Thật ra câu hỏi đặt ra là phải phân biệt được là ngoại biên hay trung ương. Có thể nếu chúng ta dừng lại ở rối loạn tiền đình ngoại biên, chúng ta không khẳng định được bệnh nhân bị viêm tiền đình hay bệnh nhân bị chóng mặt tư thế kịch tái lành tính hay là bệnh nhân bị menye. Nhưng chúng ta cho những cái toa thuốc để giảm triệu chứng, nó cũng không có hại gì bệnh nhân này. Như khi mà bệnh nhân bị một cái chóng mặt mà do cái nguyên trung ương mà chúng ta khám sơ sài, chúng ta ghi cái toa cho bệnh nhân về. Có thể ví dụ như bệnh nhân bị một cái nhồi máu não và chúng ta cho về bệnh nhân sẽ bị tái phát cơn nhồi máu não, lần sau có thể nó sẽ nặng nề hơn rất là nhiều. Thì ở đây tôi nói tới cái những cái căn nguyên của cái than phiền chóng mặt chứ không có giới hạn trong vấn đề tiền đình đó chị ha. Thì các căn nguyên trung ương của cái than phiền chóng mặt á thì ít khi chúng ta gặp cái kiểu chóng mặt thực sự theo kiểu tiền đình ít gặp lắm. Thường á là bệnh nhân là bị biểu hiện mất thăng bằng là chính. À, khi chúng ta phân biệt là nó nằm trong cái nhóm không phải chóng mặt tiền đình thực sự. Và có thể có những bệnh nhân vừa mất thăng bằng mà vừa có chóng mặt theo đúng là kiểu tiền đình luôn. Có bệnh nhân họ khai bệnh thì khi chúng ta hỏi những cái kiểu chóng mặt tiền đình đó, bệnh nhân sẽ nói là có xoay, có trượt. Bên cạnh đó bệnh nhân có thể có những dấu hiệu thần kinh, cái này là quan trọng vô cùng. Hoặc là tiền sử bệnh nhân có những cái dấu hiệu thần kinh khác. Lần này có thể không có, nhưng mà thí dụ như 2 tuần trước bệnh nhân có yếu thoáng qua chẳng hạn, thì cái đó cũng là một cái yếu tố để chúng ta nghĩ tới cái căn nguyên trung ương, để chúng ta thay đổi cái cách xử trí bệnh nhân. Ở đây nhấn mạnh cái tầm quan trọng của việc hỏi bệnh và khám lâm sàng cẩn thận để phát hiện những dấu hiệu thần kinh bất thường và để hỏi lại cái tiền sử có những dấu hiệu thần kinh bất thường. Tránh trường hợp là lần này bệnh nhân không có dấu hiệu thần kinh gì hết, chỉ có chóng mặt đơn thuần. Có một cái trường hợp khác, họ tới họ khám thôi. Thì một cái bệnh nhân nữ, người nhà đẩy vô phòng khám bằng xe lăn. Thì khi người nhà đẩy vô thì mình ngồi mình quan sát, mình thấy bệnh nhân ngồi nghiêng hẳn vào một bên luôn, nghiêng hẳn vào một bên, cái dáng vẻ rất là mệt mỏi, cái mặt rất là rầu rĩ. Và cái người nhà khi đẩy vào thì người ta sửa tư thế bệnh nhân lại, sửa bệnh nhân ngồi thẳng lại, bệnh nhân lại ngã xuống qua một bên, sửa lại bệnh nhân ngã qua một bên. Và khi vô tới nơi, cái người nhà đó, người ta dìu bệnh nhân qua cái ghế khác, thì bệnh nhân đi nhưng mà lại nghiêng người qua một bên, đúng cái bên mà bệnh nhân hay ngã về. Nhưng mà trong quá trình họ đi di chuyển, họ bước đi, họ vịnh ghế, vịnh bàn, thì mình quan sát thấy cái cử động họ rất linh hoạt, cái tay chân nó không có yếu chút nào, họ cầm nắm rồi rất là thấy rất là khỏe mạnh. Ở đây là những cái than phiền không thôi ha,
tôi không nói tới vấn đề khám mà những cái dấu hiệu mà thần kinh rồi này nọ, tất cả những cái khám chuyên sâu rồi thần kinh ở đây tôi không nói tới. Tôi nói những cái mà mình nhìn ngay từ đầu mình thấy, hoặc là cái than phiền ban đầu của bệnh nhân thôi. Thì ở cái giới hạn này các anh chị nghĩ tới vấn đề gì? Cái này có phải cái căn nguyên thiền định hay không? Có phải cái căn nguyên thiền định? Là nếu là căn nguyên thiền định thì nó trung ương ngoại biên. Ở đây khi mà tôi mới nhìn cái bệnh nhân á, tôi nghĩ bệnh nhân này có thể là bệnh tâm thể, có vấn đề trầm cảm thì nó nhìn cái mặt nó rất là buồn rầu, ok, và nhìn vẻ rất là mệt mỏi. Và cái kiểu bệnh nhân á, mình thấy khỏe mạnh hoàn toàn mà cứ sụi qua một bên, sụi qua một bên. Ngay cả khi người nhà họ kéo bệnh nhân thẳng qua bên trái luôn. Thí dụ như một người mà họ bị liệt, yếu cơ, họ đứng không vững, họ ngồi không vững, mình đẩy bệnh nhân nghiêng qua bên này, bệnh nhân sẽ nghiêng luôn qua bên kia luôn ha. Còn ở đây không, mình đẩy bệnh nhân qua bên trái, bệnh nhân vẫn cứ nghiêng lại qua bên phải. Thành ra cái này mình không nghĩ là bệnh nhân thực sự yếu cơ. Đặc biệt là sau khi mình quan sát tay chân bệnh nhân, mình nghĩ bệnh nhân không có yếu cơ. Thành ra cái này có hai khả năng. Một là hysteria ha. Họ cứ nghĩ là giống như là có biểu hiện bị liệt bên đó, là nó phải nghiêng qua bên đó. Bây giờ người nhà lật qua bên kia, họ cũng cứ nghiêng qua lại bên đó. Hoặc là có một cái vấn đề gì đó ở thần kinh, có vấn đề gì đó ở thần kinh, thành ra nó phải là trung ương. Các anh chị thấy cái rối loạn thiền định ngoại biên nó có nghiêng qua bên không? Có nghiêng qua bên, nhưng mà nó không có nặng nề như vậy. Cái mức độ mà bệnh nhân mất thăng bằng nó phải tương ứng với cái mức độ bệnh nhân chóng mặt. Còn ở đây mặc dù cái than phiền vô khám là chóng mặt, nhưng qua cái nhìn của mình thấy cái vấn đề mất thăng bằng của bệnh nhân nó nặng nề. Vậy thì cái rối loạn thiền định trung ương là gì? Khi nãy chúng ta nói là những cái căn nguyên trung ương của cái than phiền chóng mặt ha. Thì những căn nguyên trung ương than phiền chóng mặt nó sẽ bao gồm những cái căn nguyên mà liên quan tới cái tiền đình trung ương và những cái căn nguyên trung ương khác nữa. Thì cái phần này mình nói cái căn nguyên tiền đình trung ương thì bệnh nhân sẽ có thực sự chóng mặt theo kiểu tiền đình cái chóng mặt họ thực sự theo kiểu tiền đình, những cái cảm giác mà họ khai với mình thì nó sẽ giống như cái kiểu tiền đình. Thì đương nhiên cái này nó chỉ tương đối thôi, tại vì nó sẽ có những cái tổn thương thần kinh khác ảnh hưởng vào, thành ra bệnh nhân có thể có cái biểu hiện nó hơi khác đi chứ nó không hoàn toàn giống như là cái tiền đình ngoại biên. Ví dụ như mất thăng bằng hoặc là những cái những cái dấu hiệu thần kinh khác, thì như là ví dụ như bệnh nhân bị mất ngôn ngữ, hoặc là bệnh nhân thay đổi cái tính tình, hoặc là bệnh nhân có yếu liệt. Cái khác biệt giữa cái rối loạn tiền đình trung ương với tiền đình ngoại biên á, về mặt cơ chế á, thì tiền đình trung ương nó tổn thương ở cái nhân của cơ quan tiền đình, hoặc là những cái đường dẫn truyền tiền đình mà sau nhân, có nghĩa từ cái nhân đó lên bỏ não rồi tới đồi thị tới tiểu não. Còn ngoại biên là tính từ phía trước cái nhân đó ra tới cái cơ quan tiền đình, thì nó bao gồm cái dây thần kinh tiền đình và cái cơ quan tiền đình. Thành ra ranh giới nó phân biệt mặt trời giữa trung ương và ngoại biên. Thì những cái thông tin cảm giác từ cơ quan tiền đình mình á, nó sẽ đi ra theo nhiều cái con đường dẫn truyền tới những cái cơ quan khác. Thì nếu mà tổn thương những cái con đường dẫn truyền đó, nó cũng sẽ biểu hiện ra là theo kiểu tiền đình trung ương.
Thí dụ như chúng ta có các bó thiền định vận động mắt, thì cái này nó đảm bảo cái ổn định của cái con mắt mình khi chúng ta nhìn. Khi chúng ta xoay đầu qua bên thì cái cơ quan thiền định nó sẽ kết hợp với con mắt để đảm bảo chúng ta không bị chóng mặt khi chúng ta xoay qua di chuyển. Chúng ta có thể có bó tiền định đồ thị, tiền định tiểu não, tiền định gai cho phép điều chỉnh trương lực cơ khi chúng ta vận động cơ cổ, chúng ta xoay quanh lại. Và nó cũng liên quan tới cái thần kinh thực vật. Do đó những bệnh nhân bị rối loạn tiền định, chúng ta thấy bệnh nhân có những biểu hiện như vã mồ hôi vậy nè. Thì để phân biệt cái rối loạn tiền định có căn nguyên trung ương hay ngoại biên á, thì chúng ta có một cái bảng phân biệt mang tính tương đối. Nhưng mà cái bảng này chúng ta cần phải nằm lòng. Nếu chúng ta nằm lòng cái bảng này thì chúng ta có thể an tâm điều trị. Đầu tiên nhất là cái nystagmus. Cái này mình hay dịch là động mắt hoặc là trung việt nhãn cầu. Các anh chị biết khi mà bệnh nhân bị rối loạn tiền định ở giai đoạn mà bệnh nhân chóng mặt nhiều quá, thì khi chúng ta nhìn vào con mắt bệnh nhân, chúng ta sẽ thấy là có thể là cái con mắt bệnh nhân nó hơi trôi vào bên, trôi chậm thôi, giật lại, trôi qua và giật lại. Thì cái này có thể tự phát hoặc là có thể thứ phát khi chúng ta làm cái nghiệm pháp khám. Thì theo quy định thì cái chiều mà giật nhanh đó là cái chiều chiều động mắt ha. Ví dụ như chúng ta thấy bệnh nhân bị động mắt, chúng ta ghi động mắt hoặc rung giật nhãn cầu đánh sang trái, có nghĩa là sẽ trôi chậm qua bên phải, giật qua bên trái, trôi chậm qua bên phải, giật qua bên trái. Ở rối loạn tiền định ngoại biên, cái rung giật nhãn cầu đó, cái động mắt đó nó chỉ có ngang hoặc là đôi khi có thể có xoay, xoay thì nó lại xoay qua một bên là chính. Còn đối với rối loạn tiền đình trung ương thì nó có thể ngang, có thể xoay, có thể dọc. Thật ra nếu chúng ta thấy nó đánh dọc thì không thể là ngoại biên. Khi mà chúng ta khám cái rung giật nhãn cầu này mà chúng ta cứ khám đi khám lại thì đối với tiền đình ngoại biên có thể nó sẽ dần dần nó giảm đi, thậm chí có thể mất đi. Nếu mà rối loạn tiền đình trung ương nó có thể không thay đổi gì hoặc có thể tăng, như cái này rất là khó để nhận ra, có mang tính tương đối là thôi. Cái hướng của rung giật nhãn cầu nó có cái giá trị. Nếu mà nó rung giật nhãn cầu nó chỉ đánh một hướng thôi thì chúng ta nghĩ nó là tiền đình ngoại biên. Nếu mà lúc nó đánh qua phải, lúc đánh qua trái, lúc đánh ngang, lúc đánh dọc thì nó là trung ương. Một số trường hợp bệnh nhân chóng mặt quá dữ đi, rung giật nhãn cầu đánh quá mạnh, đánh thì chúng ta rất là khó phân biệt, đánh quá nhanh, quá nhiệt, đôi khi chúng ta khó phân biệt. Thì nếu mà nó luôn đánh một hướng thì chúng ta nghĩ nó ngoại biên, và chúng ta sẽ xác định luôn được cái bên tiền đình nào bị tổn thương. Cái bên ngược hướng này là cái bên tiền đình, cái bên rung giật nhãn cầu sẽ là cái bên tiền đình bị tổn thương các chị ha, cùng với hướng đánh chậm ngược với hướng đánh nhanh. Đối với tiền đình trung ương á, nếu mà nó đánh ngang mà đánh lúc bên phải lúc bên trái thì chúng ta không xác định được bên tổn thương. Nếu nó đánh dọc thì chúng ta có thể nghi ngờ là cầu não, thường là dọc lên. Dọc xuống thì nó không có rõ lắm, nó có thể liên quan tới vấn đề cái phần thấp của tiểu não, phần thủy nhọn, hành não. Những cái yếu tố định vị này nó cũng chỉ mang tính tương đối thôi. Các chị chỉ cần nhớ nếu mà nó dọc hoặc là nó nhiều hướng thì chúng ta thường là nghĩ tới trung ương nhiều hơn. Một yếu tố khác mình cần phải nhớ là vấn đề hòa hợp. Bởi vì cái tiền đình ngoại biên thì nó sẽ liên quan tới một bên nào đó, đúng không? Thành ra khi chúng ta khám nó phải chỉ ra cái bên tổn thương. Dù chúng ta dùng cái nghiệm pháp nào đi nữa nó cũng phải chỉ đúng cái bên tổn thương. Thí dụ bây giờ nếu chúng ta khám nystagmus, nếu mà nó tự động đánh vào bên, chỉ đúng bên tổn thương là bên phải,
thì chúng ta khám những cái hiện pháp khác, ví dụ như là di lệch ngón trỏ chẳng hạn, thì chúng ta thấy nó cũng sẽ di lệch qua bên phải. Trong cái rối loạn thiền định nó có cái đặc điểm là nó bị di lệch, anh chị ha, di lệch. Chúng ta có thể yêu cầu bệnh nhân đứng, bệnh nhân có thể dễ ngã một bên, cứ xu hướng ngã một bên. Thì cái bên mà bệnh nhân ngã qua sẽ là bên bệnh. Nếu mà nó không rõ, chúng ta có thể yêu cầu bệnh nhân đứng nhắm mắt, đưa hai tay cho phía trước, bệnh nhân có thể di lệch hai ngón tay qua cái phía bên phần này. Chúng ta có thể yêu cầu bệnh nhân đi tới đi lui, nhắm mắt đi tới đi lui, cái đó bệnh nhân sẽ dần dần di lệch qua bên. Cái bên mà bệnh nhân di lệch qua cũng sẽ là bên bệnh. Hoặc là chúng ta có thể yêu cầu bệnh nhân nhắm mắt lại, đi bộ tại chỗ, nhấc chân lên hạ chân xuống, nhấc chân lên hạ chân xuống, đi tại chỗ thôi, không cần phải đi tới đi lui gì hết. Bệnh nhân cũng sẽ xoay dần ngừa qua một bên, và khi họ xoay như vậy thì cái bên mà họ xoay qua cũng là bên bệnh. Thành ra nó gọi là hòa hợp. Khám cái nghiệm pháp gì nó cũng chỉ về cái bên đó hết. Còn nếu mà khám cái nghiệm pháp này nó chỉ bên này, hết không? Hết bệnh. Còn khi chúng ta chuyển qua khám nghiệm pháp khác, nó chỉ qua bên khác, hoặc là cùng cái nghiệm pháp cũ mà chúng ta làm lúc trước nó bên này, lúc theo bên khác, thì gọi là không hòa hợp, thì chúng ta phải nghĩ tới vấn đề trung ương. Đương nhiên nếu có dấu hiệu thần kinh trung ương khác kèm theo thì chúng ta nghĩ tới trung ương. Ngoài cái rối loạn tiền đình mà căn nguyên trung ương ra, chúng ta có thể có những cái căn nguyên trung ương khác đưa tới cái thang phiền chóng mặt, nhưng mà không hẳn là theo kiểu tiền đình, anh chị ha. Thí dụ như một phụ nữ lớn tuổi về nhà đẩy vô khám, ngồi xe lăn than phiền chóng mặt, thì chúng ta hỏi người nhà nói là bệnh nhân yếu, đi lại kém, ít nói, nhưng mà ở nhà người ta cứ nghĩ là già rồi, thành ra yếu lẫn, thành ra người ta bận biểu công việc, người ta cũng không để ý gì, cho tới khi mà thấy thời gian gần đây có vẻ là yếu hơn hẳn luôn, ít nói nhưng mà hỏi thì bệnh nhân than và chóng mặt, người ta mới đưa vào. Thì ở nhà thì họ cũng nghĩ là bị rối loạn tiền đình, nhưng mà các anh chị có nghĩ là rối loạn tiền đình không? Ở đây á, với cái lượng thông tin này thì nó ít, mình không có đưa khẳng định ngay từ đầu cái chẩn đoán là gì, tuy nhiên nó có rất nhiều khả năng. Những người lớn tuổi họ có thể bị sa sút trí tuệ lẫn, họ có thể bị những cái bệnh lý mạch máu nhỏ, họ sẽ bị cái nhồi máu não lỗ khuyết đa ổ nhiều lần, mỗi lần chút xíu thôi, người nhà họ sẽ không để ý. Họ tại vì một cái nhồi máu lỗ khuyết có thể nếu mà nó trúng cái cánh tay bao trong đó thì nó có thể làm cho bệnh nhân yếu rõ luôn, nhưng mà nếu nó không có trúng vô cánh tay bao trong thì nó sẽ không có yếu gì nhiều. Thì lúc đó người nhà không để ý là coi như nó qua luôn, rồi tới bệnh nhân bị tái phát dần dần yếu dần đi, lẫn đi. Ở đây tôi có một cái hình minh họa, cái bệnh này thì ở Việt Nam không có nhiều, cái này là xơ cứng đào ổ rải rác. Thì các anh chị thấy cái tổn thương này nó nằm ở trên bán cầu đại não chứ không liên quan gì tới cái cấu trúc thân não hay tiểu não cả. Bán cầu đại não, thùy trán là chính, nhưng mà những cái vùng này nó sẽ liên quan tới cái vấn đề nó là cái vùng tiền vận động đó nhỉ, vùng tiền vận động, thành ra nó sẽ là cái khởi đầu của những cái hoạt động cử động của người ta. Thật ra nó không nằm ngay trước cái rãnh trung tâm, nó không ảnh hưởng trực tiếp tới sức cơ, nhưng nó sẽ ảnh hưởng tới cái hoạt động cử động toàn thân.
và do đó nó làm bệnh nhân yếu, lão đảo, đi lại không vững, và bệnh nhân sẽ than phiền với mình là bệnh nhân bị chóng mặt. Thì những cái nhồi máu lỗ khuyết nó có thể nằm rải rác ở đây, nó có thể lên tới đây, thành ra nó cũng sẽ ra những cái than phiền tương tự. Những cái bệnh nhân bị sa sút trí tuệ họ sẽ bị teo cái thùy não, cái thùy tráng của não, nó sẽ tùy theo cái thể sa sút trí tuệ, nhưng mà có thể nó sẽ rất là nặng. Thì những cái than phiền chóng mặt là rất thường gặp ở những người sa sút trí tuệ. Thì các căn nguyên trung ương mà có thể đưa tới những cái than phiền chóng mặt đó, đa phần giống như tôi nói là liên quan tới bệnh lý mạch máu não. Ngoài ra có thể có những cái căn nguyên khác, ví dụ như sơ cứng rải rác, rồi u, bệnh não do nghiện rượu như thế. Ở đây có cái vai trò của MRI. Những cái trường hợp các anh chị nghi ngờ căn nguyên trung ương thì các anh chị nên làm MRI. Có một ca lâm sàng khác, bệnh nhân 26 tuổi nam tới khám vì đau đầu chóng mặt. Bệnh nhân khai là bệnh nhân đột ngột đau cổ, đau cổ, rồi sau đó bệnh nhân chóng mặt, xoay, buồn nôn, mờ mắt và hồi phục từ từ. Bệnh nhân nói là mờ một mắt, mờ một mắt. Thì thực sự khi chúng ta khám lâm sàng, giống như câu hỏi đầu tiên chúng ta nói, bệnh nhân nói bệnh nhân bị rối loạn niệm đình, chúng ta phải kiểm lại có chắc chắn nó phải rối loạn niệm đình hay không. Bệnh nhân nói họ bị chóng mặt, chúng ta phải hỏi lại chóng mặt đó là chóng mặt như thế nào. Bệnh nhân nói họ bị mờ một mắt, chúng ta phải hỏi lại mờ một mắt là mờ như thế nào. Tại vì thực sự nhiều khi nó không phải là mờ một mắt, nó là bán manh. Nó là bán manh. Đối với bệnh nhân, nếu mà họ không thấy một bên thấy thì họ nghĩ là họ bị mờ một mắt. Đa phần là vậy. Họ bị bán manh nhưng mà họ nghĩ là họ bị mờ một mắt. Có một số người họ, nếu mà họ tò mò, họ thử nhắm mắt, mở mắt thì lúc đó họ mới phát hiện ra là họ bị bán manh. Còn có những bệnh nhân họ thấy mờ một bên là họ chấp nhận là mờ một bên, họ nghĩ là họ bị mờ một mắt vậy thôi. Ra cái này chúng ta phải hỏi lại. Thì ở đây cái hình minh họa ở đây, các chị thấy có cái vòng tròn đó. Cái này nó là cái đốt sóng cổ. Và trong hai cái ngành bên này, chúng ta có hai cái động mạch đi lên, thì cái hai cái động mạch đó là hai động mạch đốt sóng. Và chúng ta thấy một cái động mạch này nó nhỏ xíu, nó có phần tăng tín hiệu ở đây. Nó là một cái trường hợp bóc tách động mạch đốt sóng cổ. Cái trường hợp này khá là hiếm gặp. Người tôi nói ở đây là tại sao? Tại vì rất nhiều trường hợp mình lý giải với bệnh nhân là họ bác lớn tuổi, cột sống cổ đã bị thoái hóa, rồi nó chèn vô mạch máu, nó làm cho máu lên não kém, bác bị chóng mặt, đúng không? Rất là nhiều người hay tư vấn cho bệnh nhân vậy, hay giải thích cho bệnh nhân là họ bị cái cơ chế chóng mặt vậy. Thì thực sự cái động mạch đốt sống nó chỉ là một trong bốn cái trục, hai động mạch đốt sống, hai động mạch cảnh. Và hai động mạch đốt sống thì cái lưu lượng máu nó tương đối là không có nhiều bằng, và khi nó lên trên rồi nó sẽ có cái tuần hoàn bản thể để nó tưới máu bù trừ lẫn nhau. Thành ra nếu mà trường hợp mà bệnh nhân bị thoái hóa cột sống cổ mà đưa lên tới cái chuyện mà thiếu máu lên não để bệnh nhân chóng mặt đó, thì cái trường hợp đó tôi không có nghĩ là nó phổ biến vậy đâu. Nó có thể có, thí dụ như trường hợp này nó là một cái tổn thương thực sự vô cái mạch máu và nó làm giảm tưới máu thực sự nặng đột ngột thì có, nhưng
cái trường hợp mà giả sử chúng ta nghĩ là bệnh nhân bị thoái hóa rồi nó chèn vô thì chắc không có ha. Thoát vị địa đệm là cũng không thể nào mà thoát vị địa đệm cũng không thể nào mà với tới chỗ này được, vậy ha. Cái địa đệm này này nằm đây thì nếu nó thoát vị thì thoát vị ở đây, nó không có thoát vị ra tiến tới bên này. Có một số người lý giải là cái hàng bên này nó sẽ bị phi đại lên, nó to lên, nó làm giảm cái thể tích của cái lỗ để cái mặt đốt sống đi lên, nhưng mà cũng không đến nổi đâu. Cái trường hợp bóc tách động mạch đó, thì không phải là hiếm gặp, thường nó sẽ gặp ở bệnh nhân lớn tuổi mà sơ vữa mạch máu, và thường là nó sẽ xảy ra ở cái động mạch cảnh là chính, anh chị ha, mạch cảnh là chính. Còn ở người trẻ đó thì mạch máu nó không có sơ vữa nhiều, thành ra khi mà bệnh nhân bị bóc tách động mạch thì thường nó sẽ liên quan tới một cái vấn đề gì đó của cái thành mạch. Thí dụ như bệnh nhân có cái các bệnh lý về loạn dưỡng sợi cơ chẳng hạn, thì nó ảnh hưởng tới cái cơ của cái thành mạch máu, nó làm cho thành mạch máu nó dễ bị tổn thương hơn, cộng với lại cái mạch đốt sống nó đi ở giữa những cái lỗ của cái ngành bên của cái đốt sống cổ, khi bệnh nhân mà họ chuyển động nó dễ tổn thương hơn so với động mạch cảnh. Ra chỉ có ở bệnh nhân trẻ ha. Cái này ở đây mình nói là căn nguyên này là thường ở động mạch đốt sống là chỉ ở bệnh nhân trẻ thôi, chứ còn ở người lớn tuổi nó sẽ là động mạch cảnh. Tuy nhiên ở đây tôi không nói tới động mạch cảnh, tại vì chúng ta đang nói tới cái bàn chóng mặt. Động mạch cảnh thì nó sẽ làm bệnh nhân yếu liệt, tại nó sẽ làm tổn thương động mạch ở giữa này nọ, cái vùng phân phối máu động mạch ở giữa. Ở đây nó sẽ ảnh hưởng tới vùng phân phối máu của động mạch đốt sống, thì ra nó sẽ đưa lên những cái thang phiền chóng mặt nhiều hơn. Thì những cái trường hợp đó thường họ bệnh nhân họ sẽ khởi phát cơn đau đột ngột dữ dội, các chị ha, ở cái vùng cạnh cột sống, nó có thể lan lên hàm, lan ra vai. Bệnh nhân sau đó sẽ có những cái triệu chứng biến chứng của cái chuyện bị giảm tứ máu của động mạch đốt sống, bao gồm chóng mặt, có thể giảm thị lực, có thể có song thị, có rối loạn cảm giác mặt hay là tiểu não gì đó. Mình có thể có tới một cái ca lâm sàng khác. Bệnh nhân 62 tuổi đến khám bị chóng mặt, và cái chóng mặt này bệnh nhân có xoay, có chao đảo, có buồn nôn, thì nó theo cái kiểu tiền đình đúng không các chị? Theo kiểu tiền đình, tuy nhiên nó lại tăng dần và nó không có dấu hiệu cải thiện gì hết. Bệnh nhân lại than phiền với mình là có cái cảm giác nóng và ra nhiều mồ hôi ở nửa mặt phải. Thì ở đây mặc dù nó đúng kiểu tiền đình nhưng có cái hơi lấn cấn một xíu, tăng dần không cải thiện. Cái này hơi lấn cấn thôi, tại sao? Tại viêm thần kinh tiền đình nó cũng có thể sẽ tăng dần không cải thiện, và đó là ngoại biên. Nếu mà viêm thần kinh tiền đình thì nó là ngoại biên chứ không có gì là trung ương, không có gì phải lo sợ cả. Tuy nhiên cái than phiền này thì nó hơi kỳ. Cái than phiền này nó có thể là do cảm giác của bệnh nhân vậy thôi. Nhiều khi họ lo lắng quá, họ thấy gì đó nó cũng bất thường, họ chạy xe mà đường nắng một bên thì nó nóng một bên, ra mồ hôi một bên, không chắc. Cuối cùng ra cái bệnh nhân này thực sự là họ có bị tổn thương trung ương, và nó dẫn đến một cái hội chứng là khối mạc não nơ. Trong cái khối mạc não nơ nó có một cái triệu chứng là bệnh nhân giảm cảm giác, đặc biệt là cảm giác nhiệt, và giảm ra mồ hôi, chứ không phải ra mồ hôi nhiều. Nhưng mà đối với bệnh nhân của mình á, cái vùng nhiệt đới mà nó nóng nhiều, nó ra mồ hôi nhiều, bệnh nhân thấy cái bên giảm ra mồ hôi họ lại thấy hài lòng hơn, cái ra mồ hôi nhiều họ nghĩ là nó bất thường. Thực ra cái bên ra mồ hôi nhiều là bên bình thường, cái bên họ nghĩ bình thường mới là bên bất thường. Giống như có những trường hợp mà bệnh nhân bị liệt bẩy ngoại biên mà nó hơi nhẹ nhẹ thôi, họ vô họ than với tôi
bác sĩ là tôi bị liệt nửa mặt bên phải, mình nhìn thấy ủa bên trái mà sao nó bên phải đó, cô có chắc không? Cô thấy sao mà cô nghĩ là bên phải? Tôi thấy bên này nó méo nhiều hơn bên kia, nó nhăn nhiều hơn bên kia. Thực ra cái bên kia nó không có nhăn nhiều, nó không có méo nhiều là tại vì nó bị yếu cơ. Cái than phiền bệnh nhân nhiều khi nó ngược, không có cái hội chứng mà tăng cảm giác hoặc là tăng ra mồ hôi, nó chỉ có giảm cảm giác, giảm ra mồ hôi thôi. Thành ra cái than phiền bệnh nhân nó ngược. Thì nếu mà bệnh nhân có than phiền đó thì khi chúng ta chụp MRI có thể nó sẽ có cái hình tương tự như vậy. Những cái hình này là chúng tôi không có lưu lại. Ra những cái hình này chủ yếu là sưu tầm thôi, nhưng mà sưu tầm theo cái chủ đề. Thành ra nó nếu bệnh nhân bị triệu chứng như vậy thì cái hình nó sẽ tương tự như vậy anh chị ha. Đây là cái vùng hành não của mình, cái tổn thương nó nằm ở hành não và nó hơi chạm chạm vô cái cuốn tiểu não một xíu. Thì nói về cái vấn đề tổn thương ở cái hành não thân não đó, thì một cái tổn thương ở cái vùng cái nhân tiền đình thì có ra cái biểu hiện giống như cái rối loạn tiền đình thực sự, theo kiểu tiền đình đúng không, tại vì tổn thương nhân tiền đình và nó giống với viêm thần kinh tiền đình tại vì nó đều đều tăng lên. Và nếu nó không kèm theo những cái triệu chứng thần kinh trung ương khác, nếu chúng ta khám không kỹ thì có thể chúng ta sẽ chẩn đoán bệnh nhân là viêm thần kinh tiền đình. Nếu chúng ta khám kỹ và bệnh nhân thực sự có những cái biểu hiện thần kinh khác kèm theo thì chúng ta sẽ khẳng định là bệnh nhân bị nhồi máu đâu đó ở vùng thần não vậy ha. Đây là một cái hình khác. Thì các anh chị thấy cái cấu trúc này là giống như cái cầu, nó là cầu não. Thì cái tổn thương này nó sẽ cho ra cái hội chứng giống như hồi nãy. Nó giống như cái hình nãy nhưng mà nó chỉ khác cái mặt cắt thôi. Hồi nãy mình cắt đứng dọc mặt phẳng trán, đây mình cắt mặt phẳng ngang. Thì cái hội chứng vừa rồi á mà bệnh nhân bị á, nó có tên là hội chứng Wallenberg. Thì đây thường á bệnh nhân sẽ than thì mất thăng bằng, bệnh nhân sẽ than thì chóng mặt kèm buồn nôn giống như rối loạn tâm đình, có thể có rối loạn cảm giác, hiếm khi nào liệt, hiếm khi nào yếu, chủ yếu là rối loạn cảm giác là chính. Bệnh nhân có thể bị nghiêng hẳn qua một bên, cảm giác giống như là bị đẩy qua một bên. Ở đây chúng ta nhớ lại cái ca lâm sàng vừa rồi, cái ca lâm sàng mà cái bà cụ mà bà ngồi trên cái xe lăn mà chúng ta kéo bà nằm xuống bên trái, bà cũng ngồi dậy rồi bà ngã qua bên phải. Cảm giác giống như bệnh nhân bị ai đó kéo qua một bên, đè qua một bên. Bệnh nhân có thể bị nuốt sặc, có thể nấc, có thể ho, xong thị, đau đầu vân vân. Thì cái hội chứng này là do tổn thương hành não sau bên, do một nhánh mà tiểu não sau. Cái này các anh chị không cần quan tâm lắm. Thì khám thì chúng ta có thể khám hội chứng tiểu não, khám với bệnh nào nó bao gồm sụp mi nè, động tử nhỏ, hỏng mắt, giảm tiếng mồ hôi, nửa mặt, giảm cảm giác. Cái này qua hơi bị sâu. Tuy nhiên nếu chúng ta thấy bệnh nhân có cái gì đó bất thường của một bên mặt cộng với lại cái bất thường của một bên thân đối bên thì các anh chị nhớ tới cái hội chứng chéo. Thí dụ như nếu bây giờ bệnh nhân vô các anh chị khám một trường hợp tai biến mạch máu não mà nó yếu nửa người, cả mặt cả tay cả chân cùng bên thì các anh chị cứ an tâm.
ha, nó là tai biến mạch máu não, nhưng mà dù sao nữa nó đỡ hơn cái trường hợp mà yếu nửa người bên này mà cái mặt bên kia. Tại vì tất cả những cái gì mà chéo bên đó, giữa cái đầu với lại cái chân cái thân á, thì nó chứng tỏ là bệnh nhân bị tổn thương ở cái vùng thân não. Cái vùng thân não thì bệnh nhân dễ đột tử hơn. Tại nhiều khi bệnh nhân thấy người nó hơi yếu yếu thôi, an tâm nha. Bệnh nhân nằm bên này chỉ có giường bên kia, ông yếu nặng vậy hả, tôi nhẹ lắm, tôi hơi hơi à. Nhưng cái bệnh nhân nhẹ hơi hơi đó, nếu mà họ cái mặt bên kia với cái tay chân bên này, thì mình nói với họ mặc dù bác yếu nhẹ nhẹ như đó, nhưng mà cái khả năng mà nó diễn tiến nặng đó, nó sẽ cao à. Để chừng ở không có người nhà hôm trước thấy bệnh nhân nhẹ hơi hơi, hôm sau thấy bệnh nhân đi rồi thì họ sẽ kiện mình. Người ta nói ông bên kia ổng liệt nặng như vậy mà ổng vẫn còn sống đây, mà người nhà tôi khỏe ra hơi hơi yếu yếu thôi mà sao chết nhanh vậy. Thì chúng ta xem lại ca lâm sàng khi nãy đó. Ca lâm sàng 2 thì chúng ta thấy bệnh nhân bị nghiêng qua bên này, thì nó là cái này ha. Cái cảm giác mà bị kéo qua bên. Đương nhiên bệnh nhân hysteria vẫn có thể có vậy ha. Nếu bệnh nhân hysteria họ có thể có cái biểu hiện giống vậy. Nhưng mà không, nếu chúng ta chụp cái MRI ra mà thấy nó bình thường thì an tâm, bệnh nhân hysteria chẳng qua là tại vì họ nghĩ là liệt thì nó phải sụi qua một bên. Ra họ nghĩ là họ yếu bên phải thì lúc nào họ cũng cứ nghiêng qua bên phải. Nhưng mà nếu mà chúng ta chụp hình ra mà nó giống vậy thì nó sẽ khẳng định là chẩn đoán, có nghĩa là bệnh nhân bị tiểu não. Nếu bệnh nhân tổn thương nặng tiểu não, bệnh nhân sẽ có xu hướng là cứ ngã hẳn vào bên. Cái này nó có thể dính lên một phần lên phía trên, thì nó sẽ ảnh hưởng vô tới thần kinh tiền đình của bệnh nhân. Chỗ này cái cuốn tiểu não là ảnh hưởng tới nhân tiền đình, thành ra bệnh nhân ngoài cái mức thăng bằng, bệnh nhân sẽ có biểu hiện của rối loạn tiền đình luôn. Nhắc sơ qua cái tiểu não thì chúng ta thấy bệnh nhân tiểu não thì thường họ có một số cái bất thường sau đây ha. Thường á là họ hay mất cân bằng, ra họ đi họ đứng họ hay dạng chân cho nó vững á, họ đứng là hai chân dạng ra, họ đi thì cứ xiên qua xiên lại, sàn qua sàn lại, giống như mấy người say rượu vậy. Và họ bị run, họ bị rối tầm quá tầm, họ cầm đồ ủng. Chúng ta yêu cầu họ lấy ngón tay chỉ vô mũi, họ có thể sẽ chỉ vô qua bên. Tăng nặng khi bệnh nhân chỉ ngón tay gần tới cái mũi. Và bệnh nhân có thể nói, cái tiếng nói nó sẽ không có được trơn tru, nó hơi run run, cái giọng cũng hơi run run. Thậm chí cái chữ viết của bệnh nhân nó cũng run, xấu, nó to, nó nguệt ngoạc. Thì khi chúng ta khám một bệnh nhân mà bị chóng mặt, chúng ta cũng nên hỏi những cái yếu tố này để loại trừ cái vấn đề những cái bệnh căn nguyên trung ương nha. Nếu bệnh nhân ok hết thì thôi, chứ còn nếu mà có bất thường thì chuyển. Và cái hội chứng tiểu não rất hay thường kèm theo những quan lên bè. Ở đây cái hình này chỉ mang tính chất minh họa một chút thôi, để các anh chị thấy phân bố máu của cái động mạch đốt sống và cái động mạch thân mềm. Thì chúng ta thấy ở đây mình có cái cầu não nè, có cái hành não bên dưới, tiểu não phía sau. Thành ra cái hệ động mạch thân mềm đốt sống này nó cắt máu cho toàn bộ cái cấu trúc này, và cái cấu trúc này thì nó đụng vô nó là bệnh nhân sẽ chóng mặt, hoặc là không chóng mặt thì mất thăng bằng. Thì nãy giờ chúng ta có một loạt những cái ví dụ mà nếu các anh chị khám bệnh nhân chóng mặt mà các anh chị thấy những cái biểu hiện giống vậy thì các anh chị phải cảnh giác tối đa. Những cái trường hợp
chóng mặt như vậy thì các anh chị nên chuyển khoa chuyên khoa sớm nhất có thể, bất cứ dấu hiệu nghi ngờ nào. Và khi các anh chị điều trị những cái trường hợp còn lại thì các anh chị vẫn phải dặn bệnh nhân là tất cả các cơ chóng mặt phải được khám bác sĩ. Các anh chị khám bệnh nhân, các anh chị khẳng định thực sự bệnh nhân bị chóng mặt tư thế kịch phát lành tính, các anh chị an tâm hoàn toàn chắc chắn ghi cái khoa cho bệnh nhân về Úc. Nhưng mà không ai cấm lần sau bệnh nhân bị chóng mặt là do bệnh khác, đúng không? Bệnh nhân của mình thì họ lại cứ nghĩ là cái khoa cũ có thể tái sử dụng nhiều lần thì chuyện đó rất là nguy hiểm. Thành ra chúng ta phải nhắc bệnh nhân là tất cả các trường hợp chóng mặt là phải được khám bác sĩ. Còn nếu khám bác sĩ ra nó lành tính thì uống khoa như cũ là cái chuyện đó là an tâm chứ còn bây giờ bệnh nhân cứ lấy khoa cũ uống trước rồi tới chừng nó nặng hơn lúc đó nó là phiền lắm. Thì nếu mà chúng ta nghi những cái trường hợp mà do trung ương và chúng ta có dự định chuyển chuyên khoa nhưng cái cơ sở mà chúng ta làm việc có điều kiện để làm MRI thì chúng ta làm luôn. Hoặc là các anh chị nếu mà bệnh nhân hỏi bây giờ chuyển lên bệnh viện đó rồi người ta làm gì nữa bác sĩ thì mình có thể là có thể là người ta sẽ cho bác chụp MRI. Thì có thể là hai định khẳng định 500 tại tùy. Nhưng MRI luôn là lựa chọn đầu tiên. Tại vì sao? Tại vì cái vùng cầu não, hành não này nó nằm ở vùng hố sao, nó bị bao bọc bởi rất là nhiều xương. Thành ra cái CT nó sẽ có rất là nhiều nhiễu. Thành ra khi chúng ta chụp MRI nó sẽ đỡ vấn đề bị nhiễu xương và cấu trúc nó sẽ rõ hơn. Trường hợp mà không có MRI thì CT cũng được ha. Trong trường hợp cấp cứu dù sao vẫn đỡ hơn là không làm gì. Những trường hợp ví dụ như nhồi máu tiểu não mà lớn thì chúng ta cũng có thể thấy được trên CT. Và nếu mà chụp MRI mà có nghi ngờ thì chúng ta sẽ chụp luôn mạch máu luôn. Một ví dụ nữa ở đây, nếu anh chị gặp một bệnh nhân tới khám 30 tuổi, thể trạng trung bình, bị một cái đợt nhiều cơn chóng mặt, mỗi cơn rất là ngắn, cấp tính, dữ dội, xoay tròn, buồn nôn, và nó khởi phát khi bệnh nhân ngồi dậy và giảm khi bệnh nhân nằm nghỉ, thì và có xu hướng giảm dần, thì các anh chị nghĩ bệnh nhân bị gì? Chóng mặt tư thế thì phát lành tính anh chị ha. Cái trường hợp như vậy là chúng ta hoàn toàn an tâm, chúng ta để ghi khoa cho bệnh nhân. Okay. Tại sao không kèm bất cứ bất thường gì khác? Cái này các anh chị thấy ha, cái cơn này là cơn chóng mặt theo kiểu tiền đình, mặc dù nó rất là dữ dội. Đối với bệnh nhân, cái cơn chóng mặt tư thế cực khác lành tính ghê gớm lắm, đa phần họ nghĩ là họ bị tai biến. Còn mấy người tai biến họ lại thấy ra tay là họ cứ tưởng là họ bị nhẹ. Nhưng mà nếu mà họ bị dữ dội kịch phá như thế này thì chúng ta lại thấy an tâm hơn là họ hơi lắng váng. Rồi, chóng mặt tư thế kịch phá lành tính này tôi xin nhắc lại một xíu về cái bệnh này, bởi vì nó khá phổ biến. Trong cái tên nó đã có hết cái đặc điểm của nó rồi. Đặc điểm của chóng mặt tư thế kịch phát lành tính là thứ nhất là nó chóng mặt. Ở đây chóng mặt này có nghĩa là chóng mặt thực sự theo cái kiểu tiền đình. Thì chúng ta hỏi bệnh thì chúng ta khẳng định là chóng mặt thực sự theo kiểu tiền đình thì chúng ta an tâm được. Phần nó có liên quan tới thay đổi tư thế, ví dụ bệnh nhân ngồi dậy đột ngột, nằm xuống đột ngột, hoặc bệnh nhân xoay đầu đột ngột mà nó tăng cái mức độ chóng mặt lên, nó khởi phát một cái cơn mặt mới thì nó liên quan như thế. Cái này không phải đặc hiệu 100% cho chóng mặt tư thế kịch phát lành tính các chị ha. Những trường hợp bệnh nhân bị hạ huyết áp tư thế chẳng hạn, bệnh nhân đứng dậy nó cũng chóng mặt, bệnh nhân nằm xuống thì không. Tuy nhiên bệnh nhân chóng mặt tư thế kịch phát lành tính về mặt chính thức, bệnh nhân nằm xuống và đột ngột nó cũng có chóng mặt, nhưng mà ít bệnh nhân nào mà họ nhận ra chuyện đó lắm. Họ cứ nghĩ là nhờ họ nằm xuống nó mới chóng mặt, mà
tại họ ngồi dậy cái nó chóng mặt dữ quá, họ nằm xuống cái họ nằm im thì nó bớt, thành ra họ nói tôi ngồi dậy thì chóng mặt, nằm xuống nó bớt chóng mặt. Ra cái lời khai của bệnh nhân chỉ có mang tính tương đối thôi. Cái chữ kịch phát à. Kịch phát nghĩa là sao? Chúng ta phải khẳng định được cái cơn đó nó thành một cơn rất là ngắn, chóng mặt dữ dội giảm xuống. Nó có thể có cơn khác nhưng mà cũng dữ dội rồi giảm xuống à. Rất ngắn vậy thì nó mới là chóng mặt tư thế kịch phát lành tính. Nếu mà nó đảm bảo ba cái này cộng với cái yếu tố là không có bất thường gì khác à, về mặt thần kinh thì nó lành tính. Thì ở đây nhắc thêm về cái dấu rong be. Tại khi chúng ta mà muốn xác định bệnh nhân bị rối loạn tiền đình á, thì chúng ta phải khám cái dấu rong be là tối thiểu. Những cái dấu chứng khác thì có thể là các anh chị có thể về mặt lý thuyết là phải khám thần kinh toàn diện các chị ha, về mặt lý thuyết. Nhưng mà thực tế thì mỗi bệnh nhân chúng ta chỉ có khoảng 5-6 phút thôi. Ra thông thường chúng ta nhìn cái lý do đến khám, chúng ta liếc qua bệnh nhân xíu với chúng ta ghi ra toàn. Thì như vậy là không được, tối thiểu phải có cái rong be. Rong be là sao? Mình sẽ yêu cầu bệnh nhân đứng lên hai chân khép lại à, yêu cầu bệnh nhân đứng yên tối thiểu vài giây. Có người bắt bệnh nhân giang tay ra, có người bắt bệnh nhân đưa tay tới trước thì chuyện đó tôi không có quan tâm. Quan trọng là bệnh nhân cái giai đoạn đó vẫn mở mắt ha. Hai chân khép, mắt vẫn mở và đứng tối thiểu vài giây để chúng ta sẽ ghi nhận cái mức độ thăng bằng, mức độ trao đảo của bệnh nhân. Đây nói tối thiểu nha chứ không phải là bắt buộc ha. Tại sao? Nếu bệnh nhân mà thấy chưa thăng bằng lắm thì chúng ta sẽ có thể chờ ha, xem qua mức độ thăng bằng như thế nào. Nhiều khi bệnh nhân nói bắt đứng lên ha, bệnh nhân đứng bật dậy một cái ra họ hơi đảo. Rồi mình ghi nhận cái mức độ thăng bằng bệnh nhân rồi, sau đó mình sẽ yêu cầu bệnh nhân nhắm mắt lại. Khi bệnh nhân nhắm mắt lại thì mình sẽ ghi nhận sự thay đổi về mức độ thăng bằng. Thay đổi ha, ở đây nhấn mạnh chị thay đổi. Ở đây chúng ta phải so sánh trước sau. Chứ chúng ta vô gặp bệnh nhân, chúng ta gấp quá, chúng ta nói bác đứng dậy nhắm mắt lại cho tôi à, bệnh nhân đứng dậy nhắm mắt luôn thì chúng ta sẽ không thấy cái thay đổi gì trước mà sau nhắm mắt. Còn nếu mà chúng ta cái thay đổi đó nó không rõ lắm, chúng ta muốn kiểm chứng, chúng ta có thể yêu cầu bệnh nhân lại mở mắt ra rồi lại nhắm mắt lại. Thì nhắc lại cái cơ chế duy trì thăng bằng của mình mà nói từ đầu bài, chúng ta có hệ tiền đình, chúng ta có hệ cảm giác bản thể, chúng ta có thị giác. Ba cái nguồn thông tin này sẽ giúp cho cơ thể chúng ta xác định được cái vị trí cơ thể so với môi trường xung quanh. Thì nếu chúng ta bị tổn thương một cơ quan, hai cơ quan còn lại nó có sự bù trừ tương đối, chúng ta yêu cầu bệnh nhân nhắm mắt lại thì cái sự bù trừ đó nó sẽ không còn hiệu quả nữa, bệnh nhân sẽ chào đảo nhiều. Đó là cái cơ chế của rong be vậy không? Đơn giản. Nhớ không? Giả sử như cái tiền đình của bệnh nhân bình thường, nhưng mà cái cảm giác cơ thể của bệnh nhân là cái cảm giác của cái lòng bàn chân bệnh nhân, của cơ xương khớp bệnh nhân mà nó bị tổn thương, thì khi chúng ta nhắm mắt lại, yêu cầu bệnh nhân nhắm mắt lại, bệnh nhân cũng bị chao đảo. Cái gì ha? Thành ra ở đây cái diễn giải của cái kết quả rong be là nếu bệnh nhân mà rong be dương tính, có nghĩa là khi nhắm hai mắt lại xuất hiện chao đảo hoặc là chao đảo nặng hơn hoặc là bệnh nhân ngã luôn thì ghi nhận rong be dương tính. Nhưng mà rong be dương tính nó có hai khả năng hai khả năng. Thứ nhất là bệnh nhân có thể bị rối loạn tiền đình thực sự, và thường á nếu rối loạn tiền đình thực sự thì nó sẽ ngã qua một bên. Về mặt lý thuyết là vậy, luôn luôn ngã qua một bên, nhưng trên thực tế thì cái này nó mang tính tương đối thôi. Tại vì khi bệnh nhân có xu hướng ngã qua thì bệnh nhân sẽ lấy lại thăng bằng ha, bệnh nhân lại nghiêng lại bên hơn kia, ai đó cứ trao qua trao lại rất khó một việc. Còn nếu bệnh nhân mà bị trao nhiều ha, thì về mặt lý thuyết nó liên quan tới vấn đề cảm giác bản thể cảm giác sâu bệnh nhân không có cái cảm giác tốt cái cơ của bệnh nhân, cái xương bệnh nhân, các khớp xương bệnh nhân, thì họ mở mắt cộng với tiền đình nữa thì họ vẫn có thể đứng vững. Còn nếu mà họ vừa nhắm mắt mà bị thì vừa bị rối loạn cảm giác thì bệnh nhân sẽ
cũng có cái biểu hiện lâm đa di tính. Còn bệnh nhân mà đứng lên mở hai mắt mà bệnh nhân đã mất thăng bằng ngay từ đầu rồi thì cái này là hội chứng tiểu não. Ở đây nhắc lại cái trường hợp lâm sàng hai mà các anh chị thấy là bệnh nhân lúc nào cũng nghiêng qua một bên, nghiêng qua một bên. Cái bất thường của nó là bệnh nhân lúc mà đẩy xe lăn vào hoặc là lúc gì bệnh nhân đi thì mắt bệnh nhân vẫn mở ha. Mắt bệnh nhân vẫn mở là cái mức thăng bằng của bệnh nhân rất là nặng. Thành ra nó nằm trong đây à, nằm trong trường hợp này mở hai mắt mà bị mất thăng bằng. Thành ra cái đó nó nghĩ tới hội chứng tiểu não nhiều hơn. Mặc dù cái thang thì cái kiểu chóng mặt bệnh nhân có đúng là kiểu tiền đình đi nữa, mình vẫn nghĩ là bệnh nhân có thêm cái tiểu não. Còn những cái người mà không đứng được ngay từ đầu thì đương nhiên chúng ta không có làm ông ba ha. Ví dụ như bệnh nhân bị cục giò, không thể nào đó bệnh nhân đứng lên hai chân khép lại được. À, bệnh nhân bị liệt nửa người yếu hẳn rồi thì đương nhiên bệnh nhân sẽ bị lao đảo. Về cái điều trị chóng mặt tư thế cực phát lành tính á, quan trọng nhất là giải thích cho bệnh nhân các chị ha, giải thích trấn an cái lành tính, cái tính lành tính của bệnh nhân. Ở đây mình có chữ lành tính, thành ra chúng ta khi cái toa rồi chúng ta giải thích luôn cho bệnh nhân để chi, để bệnh nhân họ đỡ lo lắng. Bệnh nhân bị chóng mặt tư thế cực phát lành tính đa phần 10 người thì 9 người nghĩ là họ bị tai biến. Và sau khi chúng ta cho thuốc về à, bệnh nhân uống bớt rồi, cái bệnh nhân cứ lo sợ, họ cứ cảm giác muốn té, cứ sợ té à, do tâm lý à, do tâm lý. Thành ra nếu chúng ta giải thích cho bệnh nhân thì chúng ta sẽ mất bệnh. Nếu chúng ta không giải thích thì có thể chúng ta sẽ có bệnh khám hoài hoài à, nhưng mà nếu chúng ta giải thích cho bệnh nhân mà bệnh nhân đi luôn không còn lại tái khám nữa thì có thể chúng ta đôi khi cũng cảm thấy vui một xíu. Còn hơn bệnh nhân suốt ngày cũng hoành lại, bác sĩ tôi bị thiếu máu não, bữa nay cho thêm thuốc thiếu máu não, rồi bữa sau lại hoành lại cho thuốc thiếu máu não, bữa sau nữa hoành lại thuốc thiếu máu não. Đôi khi chúng ta gặp những trường hợp vậy chúng ta chán quá, tại chúng ta biết là họ không vấn đề gì mà chúng ta phải ghi tên nhà hoàng hoàng. Tuy nhiên xen kẽ những cái đợt, xen kẽ những cái than phiền do tâm lý, bệnh nhân có thể có những đợt thực sự chóng mặt lại các chị ha, có những đợt tái phát của chóng mặt tư thế cực phát lành tính, chứ không phải lần nào cũng mọi người nghĩ là tâm lý đâu. Thành ra tùy cái mức độ mà chúng ta phải cho thuốc và chúng ta cũng phải giải thích cho bệnh nhân. Ví dụ như bây giờ chúng ta nói bệnh nhân bác cứ an tâm ha, cái này trường hợp của bác chóng mặt nó dữ dội vậy nhưng mà nó lành tính, bệnh nhân về uống thuốc, bệnh nhân an tâm, bệnh nhân không có chóng mặt nữa. Hai tháng sau bệnh nhân lên cơn chóng mặt tư thế cực phát lành tính nữa, bệnh nhân nghĩ đầu bác sĩ đâu nói xạo, cho thuốc uống thì có hiệu quả được, thời gian bị tái lại, họ nghĩ do thuốc mình, nhưng thực tế là do cái bệnh của họ nó tái phát. À, trong số các điều trị của chóng mặt tư thế cực phát lành tính thì bị dùng thuốc chỉ giảm triệu chứng thôi các chị ha. Cái thủ thuật ép lây mới là cái thủ thuật mà thực sự có hiệu quả với bệnh nhân. Thì cái thủ thuật ép lây này chúng ta làm trên những cái bệnh nhân mới bị chóng mặt thôi vậy ha. Nếu có những bệnh nhân họ chóng mặt xong rồi họ nằm nhà, họ không đi lại được, họ không khám được tại vì chóng mặt dữ quá, 2-3 ngày sau họ đỡ rồi, 10 phần còn có 4 phần họ tới khám mình, cho mình đè họ ra, mình làm thủ thuật ép lây cho họ bị chóng mặt lại cỡ 8-9 phần là họ sẽ chữa mình. Thành ra những trường hợp mà tới sớm còn chóng mặt nhiều thì chúng ta sẽ làm thủ thuật ép lây, còn nếu trễ rồi thôi. Nếu trước khi làm cái thủ thuật này chúng ta phải giải thích với bệnh nhân, phải giải thích với bệnh nhân thì mà kỹ là chúng ta làm cái thủ thuật, tại sao chúng ta làm, lợi ích như thế nào, và khi chúng ta làm thủ thuật bệnh nhân có thể sẽ tăng chóng mặt hơn. Tuy nhiên sau khi làm thủ thuật bệnh nhân có thể nghỉ ngơi một thời gian và nó sẽ bớt chóng mặt lại, và về lâu dài nó sẽ làm bệnh nhân nhanh hồi phục hơn là chúng ta không làm ép lây. Một điều kiện nữa của thủ thuật ép lây là chúng ta phải xác định chắc chắn cái bên tiền đình ngoại biên nào bị tổn thương. Thế vậy ha,
phải chắc chắn bên tuyệt đình ngoại biên nào bị tổn thương. Và chỉ cho cái chóng mặt tư thế kịch phá lành tính thôi nha. Nếu bệnh nhân bị viêm tuyệt đình, viêm thần kinh tuyệt đình thì không hiệu quả ha. Tuyệt đình trung ương là cũng không hiệu quả luôn, chỉ cho duy nhất cho chóng mặt tư thế kịch phá lành tính mà thôi. Thì làm sao xác định cái bên tuyệt đình bị tổn thương? Dựa vào cái lời khai của bệnh nhân ban đầu ha. Lời khai bệnh nhân ban đầu, ví dụ bệnh nhân nói với mình là mỗi lần mà tôi nằm nghiêng qua bên phải là tôi bị chóng mặt, nằm bên trái nó đỡ hơn, thì mình nghĩ ở bên phải gì. Hoặc là bệnh nhân nói tôi đi nó cứ tôi đứng dậy là nó cứ muốn té qua bên phải, mình nghĩ ở bên phải. Và mình khám thấy cái sạc huyết đánh qua bên trái thì mình nghĩ bên tổn thương là bên phải. Chúng ta khám những cái nghiệm pháp khác, bệnh nhân lúc nào cũng xu hướng bị lệch qua bên trái, bên phải, xu hướng bị té qua bên phải, nghiêng qua bên phải, thì chúng ta nghĩ là bên phải. Thì khi chúng ta đã xác định được cái bên tổn thương, chúng ta có thể kiểm chứng lại bằng một cái nghiệm pháp, gọi nghiệm pháp Dix-Halpine. Ở đây chúng ta có cái video này hơi bị khó xài. Ở đây tôi có một cái video sưu tầm. Các anh chị thấy ha, để tôi mở lại. Ôi, chạy nhanh quá. Thì sao không pull được ta? Thì các anh chị thấy mình sẽ cho bệnh nhân ngồi để cái gối ở phía sau lưng và mình sẽ yêu cầu bệnh nhân xoay đầu qua một bên 45 độ. Sau đó mình sẽ yêu cầu bệnh nhân nằm ngửa ra và cái đầu nó hơi ngửa lên. Thì cái công dụng của cái gối là để cho bệnh nhân hơi ngửa đầu. Nếu không có gối, chúng ta có thể cho bệnh nhân ngồi xích ra một xíu và khi mình ngửa người bệnh nhân ra thì cái đầu bệnh nhân nằm ngoài cái cạnh của cái bàn khám, bệnh nhân sẽ hơi ngửa đầu ra. Nhưng trường hợp đó chúng ta phải dùng tay đỡ đầu bệnh nhân ha, chứ để bệnh nhân tự ngửa mà cái đầu nó hỏng như vậy là không được. Và trong quá trình đó chúng ta sẽ yêu cầu bệnh nhân mở mắt hoặc là mình sẽ quan sát coi thử nó có xuất hiện cái rung dịch nhãn cầu hay không. Và mình có thể hỏi bệnh nhân thôi, bệnh nhân có chóng mặt nhiều quá hay không. Sau khi làm này mình sẽ cho bệnh nhân ngồi dậy nghỉ, rồi chúng ta lại tiếp tục làm phía bên kia. Có nghĩa là bệnh nhân quay mặt qua phía bên kia. Ở đây bệnh nhân quay bên phải ha, chúng ta hoàn làm quay bên phải xong rồi chúng ta sẽ làm bên trái. Cũng tương tự vậy, xoay qua trái 45 độ, ngửa ra, quan sát mắt coi có rung dịch nhãn cầu hay không, coi có chóng mặt nhiều hơn hay không. Thì kinh nghiệm cá nhân của tôi thì nếu tôi xác định bệnh nhân bị cái mặt tư thế kịch phát lành tính mà bị tổn thương tuyệt đình bên phải thì tôi sẽ làm bên trái trước. Có nghĩa là sẽ yêu cầu bệnh nhân quay mặt qua bên trái trước. Để chi? Để khi mình làm nghiệm pháp nó âm tính hoặc là có dương tính thì nó cũng nhẹ nhẹ thôi. Sau đó mình cho bệnh nhân nghỉ một thời gian thì nó đỡ. Thì lúc đó chúng ta làm ở bên phải những bên mà chúng ta nghi ngờ nhất á, thì nó mới rung dịch nhãn cầu không nặng. Còn nếu mà bệnh nhân mà bị bên phải thì chúng ta làm bên phải trước, là lúc đó bệnh nhân sẽ rất là lâu hồi phục. Chúng ta sẽ đi chờ rất là lâu chúng ta mới nó khám được bên kia. Còn nếu không chúng ta khám bên kia thấy nó cũng rung dịch nhãn cầu y chang, cũng nặng như nhau, rồi ra chúng ta sẽ không phân biệt được. Thì thực ra cái video này không phải là video của cái nghiệm pháp Dix-Halpine. Các anh chị ha, nghiệm pháp Dix-Halpine là cái nghiệm pháp để khẳng định lại cái bên tiền đình nào là bên tổn thương.
khẳng định lại cái lên tiền đình là bên tổn thương, có nghĩa chúng ta nghi ngờ rồi chúng ta làm những hóa nó vai để khẳng định lại. Sau khi khẳng định rồi chúng ta sẽ làm một cái nghiệm pháp để điều trị là cái nghiệm pháp Epley. Và ở đây cái video này thực sự là video Epley chứ không phải Discalpine. Tuy nhiên cái giai đoạn đầu của Epley nó giống cái Discalpine, thành ra tôi chiếu cái đoạn đầu của video này lặp đi lặp lại để các anh chị thấy cái Discalpine làm như thế nào. Còn nếu mà tôi cứ để tiếp tục chạy thì nó sẽ ra là Epley. Có nghĩa là sao? Khi bệnh nhân nằm ngửa ra như vậy, chúng ta sẽ chờ 30 giây. Chúng ta sẽ cho bệnh nhân xoay qua bên kia. Cái bệnh nhân này xoay hơi bị mạnh ha. Nếu mà bệnh nhân của chúng ta nên nói bệnh nhân xoay nó nhẹ nhàng hơn. Sau đó bệnh nhân lại tiếp tục nghiêng hẳn người 90 độ. Rồi lại chờ. Rồi sau đó là ngồi dậy. Thì đó là những biện pháp Epley anh chị ha. Các anh chị phân biệt cái Epley là để điều trị, nhưng mà muốn làm được cái điều trị thì chúng ta phải khẳng định bên tổn thương, muốn khẳng định bên tổn thương chúng ta phải làm cái Discalpine trước. Thì cái Discalpine nó giống như cái đoạn đầu của Epley. Thật ra kinh nghiệm của tôi, thí dụ như bệnh nhân này vô khai tôi nghi là bị chóng mặt tư thế cực phát lành tính mà bị tai bên phải, thì tôi sẽ cho bệnh nhân làm Discalpine trước bên trái, sau đó làm Discalpine bên phải. Nhưng mà thay vì Discalpine là tôi confirm lại là bệnh nhân có rung nhật nhãn cầu nhiều, chóng mặt nhiều hơn, thì tôi tiếp tục tôi làm luôn là thành ra Epley luôn, làm thành ra Epley luôn chứ không cần phải làm xong rồi ngồi suy nghĩ cho bệnh nhân ấy xíu rồi lại làm lại cái Epley. Để mình đã biết trước rồi, mình chỉ cần confirm lại thôi. Chiếu lại các anh chị coi là đó. Giả sử như các anh chị khẳng định là bên phải rồi thì chúng ta sẽ làm vậy cho bệnh nhân ngửa ra rồi xoay qua bên trái 90 độ, mà chỉ xoay cái đầu mà thôi đó. 90 độ so với vị trí ban đầu có nghĩa là 45 độ qua bên trái, sau đó là tiếp tục xoay toàn thân 90 độ qua bên trái ngồi lại. Phức tạp không các anh chị? Nhìn thì đơn giản nhưng tới lúc cần làm là chúng ta quên hết. Mà chúng ta càng nghiên cứu chúng ta sẽ càng quên. Tại vì sao? Có rất nhiều phiên bản của các nghiệm pháp. Có những nghiệm pháp họ làm mà cho bệnh nhân ngồi nghiêng rồi ngã nghiêng qua bên, thay vì ngã ngửa thì ngã nghiêng qua bên. Thì cho dù cái nghiệm pháp gì đi nữa, cái quan trọng nhất là cái mặt bệnh nhân xoay 45 độ so với lại cái mặt phẳng giường, cái mặt phẳng giường, và cái tay bên nào nằm bên dưới là cái tay bên tổn thương. Còn các anh chị có thấy cho bệnh nhân nằm nghiêng, nằm ngửa hay nằm sấp, nằm gì cũng được, Nguyễn đảm bảo chỉ hai yếu tố, thứ nhất là 45 độ và cái tay nào bên dưới thì tay đó là bên tổn thương. Nếu các anh chị làm nghiệm pháp Discalpine hoặc là cái nghiệm pháp tương tự để khẳng định cái bên tổn thương, thì nếu bệnh nhân bị rung giật nhãn cầu nhiều hơn, chóng mặt nhiều hơn, thì cái thời điểm đó chúng ta xác định cái tay bên nào ở dưới thì bên đó là bên tổn thương. Còn các anh chị muốn làm cái Epley để điều trị hoặc làm các nghiệm pháp tương đương khác để điều trị, thì chúng ta cũng chỉ cần quan tâm là lúc mà bệnh nhân hạ người xuống là cái tay bên dưới là phải là cái tay bên tổn thương ha. Còn nếu chúng ta làm tay bên kia là chúng ta bị ngược rồi, lộn. Vậy thôi. Còn khi chúng ta làm, giả sử như bây giờ tôi chỉ còn bệnh nhân ngồi trên thành giường, xoay đầu qua bên trái và nghiêng qua bên phải, thì nó cũng tương đương như tôi yêu cầu bệnh nhân xoay đầu qua bên phải và nghiêng ngửa ra, tương đương như nhau, đúng không? Vẫn là 45 độ so với lại mặt thẳng giường và tay bên bệnh bên dưới. Rồi. Ở đây có một số cái tình huống để các anh chị tham khảo tiếp. Ở đây mình có một phụ nữ 45 tuổi, thể trạng trung bình, da niêm hồng.
tái khám thì chóng mặt tái phát rất là nhiều cơn. Nhưng mà cơn thì lúc thoáng qua, cơn thì cả ngày trời. Và khi hỏi bệnh thì bệnh nhân mô tả cái định nghĩa chóng mặt của bệnh nhân là cái cảm giác lưng lưng, khó chịu, nặng đầu. Thì ở đây các anh chị thấy, nếu lưng lưng khó chịu trong đầu thì không phải là kiểu thiền định thực sự. Mặc dù bệnh nhân có khẳng định với mình là trước đây đã khám nhiều bác sĩ rồi, nhiều nơi rồi, nhiều bệnh viện rồi, được chẩn đoán là rối loạn thiền định gì đi nữa, nhưng cái cơn này nếu nó không xoay mà nó chỉ lân lân thôi thì chắc chắn không phải thiền định thực sự. Bây giờ câu hỏi đặt ra là bệnh nhân có bị vấn đề gì về trung ương hay không. Nếu chúng ta khám mà không có dấu hiệu thần kinh nào kèm theo thì chúng ta có thể loại trừ trung ương. Nếu chúng ta hỏi thêm mà bệnh nhân có những cái rối loạn lo âu, thường xuyên thiếu ngủ, ngủ kém, cái ngủ không sâu thì ok ha, cái này có thể là do vấn đề rối loạn lo âu hoặc là do thiếu ngủ. Không phải tất cả các trường hợp vô than phiền với mình chóng mặt đều là rối loạn thiền định hết. Hoặc là thí dụ bệnh nhân nam 70 tuổi gầy gà yếu tới khám thì nhiều đợt chóng mặt tái phát, thì bệnh nhân đứng dậy cái cảm giác chóng mặt của bệnh nhân là cảm giác lân lân nặng đầu, đôi khi có những cơn choáng váng, có khi như muốn ngất, thì những cái này có thể liên quan tới vấn đề tim mạch, liên quan tới vấn đề hạ huyết áp tư thế, vân vân. Rồi, cái này thì một bệnh nhân nữ tới khám choáng váng có xoay tròn luôn, nhưng mà gần như liên tục không thành cơn rõ, kèm theo cảm giác mất thăng bằng, trước đó có ho, thì cái này cái gì ra trung ương hay ngoại biên? Trung ương, tại vì nó xen kẽ vừa cái cảm giác choáng váng mất thăng bằng với lại cái xoay tròn là thứ nhất. Thứ hai là nó kéo dài không thành cơn. Cái ho có thể là ngẫu nhiên, bệnh nhân uống nước, bệnh nhân sặc có thể là ngẫu nhiên, có thể là một cái dấu hiệu của tổn thương kinh, yếu liệt vùng hầu họng. Thành ra những cái trường hợp này phải cảnh giác, tôi đang nhiều khả năng là trung ương vậy ha. Cái phần trình bày của tôi tới đây là kết thúc. Những cái phần sau không quan trọng lắm, cũng trễ giờ các chị rồi, thì chỉ nhắc lại một số ý là đối với ngôn ngữ của bệnh nhân chóng mặt có thể là có nhiều nghĩa. Thật ra khi bệnh nhân tới than phiền chúng ta chóng mặt, chúng ta phải khẳng định lại cái cảm giác của bệnh nhân thực ra là như thế nào, nó có phải thực sự là cái chóng mặt theo biểu thị hình hay không như chúng ta thường nghĩ hay không. Rồi sau đó thì tùy trường hợp mà chúng ta sẽ xử lý riêng. Phải đảm bảo là chúng ta phải hiểu đúng cái triệu chứng bệnh mà bệnh nhân muốn diễn đạt, bệnh nhân cảm nhận được. Chúng ta phải hiểu đúng cái cảm giác đó thì chúng ta mới chẩn đoán đúng được. Xin cảm ơn các anh chị. Các anh chị có câu hỏi gì nữa không? Xin cảm ơn các chị sĩ đã cho chúng ta một bài rất là sâu về cái chuyên ngành thần kinh. Hy vọng các anh chị sẽ nắm được và giải quyết được những cái bệnh nhân đến với mình thì chẳng hạn. Hy vọng các chị không bị chóng mặt. Hy vọng các chị không bị chóng mặt thì, tại vì ở đây thì thấy có vẻ hơi sâu, tuy nhiên tôi không đi sâu vào những cái thăm khám nội thần kinh, mà nó chỉ là những cái than phiền của bệnh nhân thôi, đúng không? Thành ra các chị chỉ cần lưu ý những ví dụ giống như vậy, mà ví dụ như trong quá trình các chị khám những bệnh nhân chóng mặt mà các chị gặp một trường hợp mà bệnh nhân khai ra một từ khóa nào đó mà anh chị thấy quen quen là thôi, các anh chị cảnh giác chuyển, còn lại xử lý các chị ha. Ví dụ như thế, sặc khi uống nước chuyển, thấy mất thăng bằng nhiều chứ không phải là xoay chuyển, còn lại nếu xoay thành cơn cho dù có dữ dội đi nữa thì nếu không có những dấu hiệu thần kinh khác thì chúng ta có thể an tâm điều trị, chúng ta không cần phải chuyển qua nội tiết nữa. Thôi anh chào chị.